Kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 5 năm 2023, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm nay toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm trọng thể 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Từ thuở thiếu niên, chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân khốn khổ, người đã ôm hoài bão cứu nước, cứu dân. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng với khát vọng tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Đã bắt đầu cuộc hành trình 30 năm ròng. Người đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin và tìm ra con đường giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đến năm 1930, được sự phân công của Quốc tế Cộng sản, người chủ trì hội nghị thống nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, kết thúc bằng cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975. Đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đưa Tổ quốc ta về một mối, mở ra một kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đây, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng nhau đoàn kết trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Trong niềm vinh dự tự hào là thành phố được mang tên Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nguyện chung sức, đồng lòng, cống hiến hết sức mình để thực hiện di chúc của Người, tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, cường thịnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phát triển thành trung tâm lớn về mọi mặt, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Gần 280 cây xanh từ 3 năm tuổi trở lên, gồm có nhiều hệ cây quý như lim xanh, sao đen, được trồng trong khuôn viên công viên lịch sử văn hóa dân tộc. Đây cũng là đề án vườn cây quà tặng lần đầu tiên được tổ chức. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức phối hợp Ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc trồng cây tại 3 khu vực quy hoạch, gồm khu vườn cây hữu nghị, khu vườn hoa nhiệt đới, khu bảo tàng lịch sử tự nhiên với quy mô gần 40 hecta. Dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thành phủ xanh công viên lịch sử văn hóa dân tộc theo phương thức xã hội hóa. Từ đó, thành phố Thủ Đức vận động cá nhân, hộ gia đình tham gia trồng cây trên tinh thần mỗi người tham gia trồng cây xanh để chung tay bảo vệ môi trường. Mỗi tổ chức cá nhân hãy tham gia xây dựng mô hình vườn cây quà tặng tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc.
Việc lựa chọn công viên này làm nơi trồng cây mang ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi đây là nơi tôn vinh các giá trị tốt đẹp về lịch sử văn hóa của dân tộc, nhắc nhở các thế hệ ghi nhớ công ơn các bậc tiền nhân, ghi nhớ truyền thống dân tộc, ghi nhớ lời dặn của Bác trong việc tôn tạo và giữ gìn cảnh quan, môi trường sống cho muôn đời sau. Hưởng ứng chương trình trồng cây xanh của chính phủ giai đoạn 2021-2025, thành phố Thủ Đức phấn đấu hoàn thành 1 triệu cây xanh trên địa bàn vào năm 2025. Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quận 1 phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận tổ chức lễ ra mắt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Linh Phước. Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Linh Phước, phường Cô Giang được đặt tại khu vực chính điện của chùa, trưng bày nhiều tư liệu, sách, hình ảnh về cuộc đời sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi để cán bộ, đảng viên, nhân dân và các Phật tử khi đến viếng thăm chùa có thể tìm hiểu về Bác, qua đó góp phần tuyên truyền về tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau lễ ra mắt tại chùa Linh Phước, đoàn lãnh đạo quận 1 đã đến thăm các không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tôn giáo khác. Thời gian tới, quận 1 sẽ tiếp tục vận động triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng khác, qua đó tạo cầu nối gắn kết cơ sở tôn giáo với nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân đã tổ chức lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, thầy cô, phụ huynh cùng các em học sinh ôn lại những mẩu chuyện về phong cách của Bác để cùng nhắc nhở nhau học tập và làm theo. Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ, nhà trường hôm nay cần đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, tác phong và rèn luyện kỹ năng cho các em thông qua những mẩu chuyện của Bác Hồ. Trên tinh thần mưa dầm thấm lâu, để lan tỏa cái hay, cái đẹp, trên hết là xây dựng môi trường giáo dục đầy tính nhân văn và đúng với tinh thần trường học hạnh phúc. Dịp này, nhà trường trao tặng 88 suất học bổng Trái tim yêu thương cho các em vượt khó, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Thưa quý vị, hôm nay cũng là kỷ niệm 64 năm ngày mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn Anh Hùng 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2023. 64 năm trước, để đáp ứng nhu cầu chi viện nhân tài vật lực từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam, Bộ Chính trị đã quyết định tổ chức tuyến giao liên vận tải quân sự trên bộ và trên biển. Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, ngày 19 tháng 5 năm 1959, đoàn công tác quân sự đặc biệt chính thức được Thường trực Tổng quân ủy giao nhiệm vụ mở đường, vận chuyển hàng quân sự, tổ chức đưa đón bộ đội, chuyển công văn tài liệu từ miền Bắc vào miền Nam và ngược lại. Đoàn được mang phiên hiệu Đoàn 559, sau này được đổi tên thành Bộ Tư lệnh 559, rồi Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Ngày 19 tháng 5 năm 1959 đã trở thành mốc quan trọng, đánh dấu mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, đồng thời là ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn Anh Hùng. Trong 16 năm hoạt động, từ năm 1959 đến năm 1975, Bộ đội Trường Sơn đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Đường Hồ Chí Minh đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng vươn sâu đến các mặt trận, các chiến trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vận tải chi viện chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam và cho cách mạng Lào, Campuchia. Trải qua hết bom đạn chiến tranh cho đến ngày hòa bình xây dựng đất nước, từ một đường mòn, con đường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tuyến huyết mạch nối liền hai đầu đất nước, thành biểu tượng của khí phách anh hùng, bản lĩnh, trí tuệ dân tộc Việt Nam. Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra quân huấn luyện trung đoàn dự bị chiến đấu thuộc trường gồm 2 tiểu đoàn, 6 đại đội, 21 trung đội và 87 tiểu đội với hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ và học viên. Tất cả học viên đã trải qua quá trình huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và học viên hệ liên thông chính quy đã công tác tại các đơn vị trực thuộc lực lượng Cảnh sát Cơ động được huấn luyện về nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, hướng tới thành thạo sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và được truyền đạt kinh nghiệm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Trung đoàn dự bị chiến đấu, trường Đại học Cảnh sát Nhân dân là lực lượng đặc biệt quan trọng, sẵn sàng theo lệnh điều động của cấp có thẩm quyền để tham gia chiến đấu, ngăn chặn, trấn áp các vụ gây mất trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa bàn đóng quân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ Công an. Bệnh viện Quân y 175 và Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharma City đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược. Bắt đầu từ năm 2023, theo thỏa thuận hợp tác, Pharma City sẽ phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 tổ chức các khóa đào tạo cho đội ngũ dược sĩ của chuỗi nhà thuốc với tiêu chuẩn quốc tế, cùng với các khóa huấn luyện khác về sơ cấp cứu, hồi sinh tim phổi cơ bản. Hai bên cũng sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề về sức khỏe trên các kênh đa phương tiện để cung cấp kiến thức khoa học về chăm sóc sức khỏe chính xác và đáng tin cậy cho cộng đồng. Thời gian qua, hai đơn vị đã phối hợp triển khai các hoạt động như khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân biên giới, hỗ trợ thuốc và các vật tư y tế cho người dân tại quần đảo Trường Sa và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình hợp tác chiến lược này thì chúng tôi mong muốn là cả hai bên cũng có thể kết hợp để tạo ra một cái sự nhân rộng, hiệu quả hơn để có thể chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Ngoài ra thì chúng tôi rất mong được cái sự hỗ trợ của Bệnh viện Quân y 175 về cái việc là tư vấn về vấn đề thuốc cho chuỗi nhà thuốc Pharma City có những chương trình nghiên cứu cùng nhau để có thể là nâng cao sức khỏe cho người Việt Nam. Đến nay, Pharma City đã sở hữu mạng lưới khoảng 1.000 nhà thuốc đạt chuẩn GPP trên toàn quốc với đội ngũ hơn 4.200 dược sĩ và hơn 12 triệu khách hàng thành viên trên toàn quốc. Bệnh viện Bình Dân vừa phối hợp đa chuyên khoa cấp cứu một trường hợp xương cá xuyên thủng thực quản và động mạch chủ rất hy hữu. Bệnh nhân là một phụ nữ tại Bến Tre đã vô tình nuốt phải xương cá rô phi trong lúc ăn mà không biết, dẫn tới đau tức vùng ngực và nuốt nghẹn không rõ nguyên nhân và đối mặt với nguy cơ đe dọa tính mạng. Các bác sĩ phẫu thuật đã mở ngực trái, tiếp cận cung động mạch chủ ngực và thực quản, ống nội soi tiêu hóa với đèn và camera giúp các bác sĩ ngoại tiêu hóa xác định lỗ thủng để khâu. Sau gần 30 phút tìm kiếm, ekip các bác sĩ phẫu thuật tim, mạch máu xác định dị vật là một chiếc xương cá và gấp ra ngoài. Chiếc xương cá có chiều dài khoảng 3cm, chiều rộng chỗ lớn nhất khoảng 0,6cm, nằm cao sát cung động mạch chủ trên. Chuyển sang những thông tin khác, giáo sư Pascal Wester, hiệu trưởng Đại học Công nghệ Swinburne, Australia, đã có chuyến thăm và làm việc tại trường Swinburne Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với sinh viên Swinburne Việt Nam, giáo sư Pascal Wester cho biết sứ mệnh của Swinburne là giúp cho sinh viên sẵn sàng cho tương lai bằng cách giúp người học thành thạo trong thế giới số, nơi con người và công nghệ được kết hợp cùng nhau, cũng như chuẩn bị cho những nghề nghiệp có thể chưa tồn tại. Ấn tượng với không gian công nghệ tại Swinburne Việt Nam, bà Pascal Wester cho rằng sinh viên đang có lợi thế khi được trải nghiệm trường đại học của tương lai. Innovation Lab là không gian trải nghiệm công nghệ, nơi nghiên cứu và phát triển các sản phẩm của sinh viên, giảng viên và các đối tác của Swinburne Việt Nam. Trước đó, trong chuyến thăm tại Hà Nội, bà Pascal Wester cũng có dịp làm việc với tập đoàn FPT để trao đổi về vấn đề tăng cường hợp tác doanh nghiệp, các hoạt động hợp tác nhằm đảm bảo sinh viên có nhiều trải nghiệm tại doanh nghiệp và có việc làm tốt ngay khi ra trường. Tối qua, tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, Công đoàn V-Ship đã khai mạc phiên chợ Phúc Lợi và hội thi văn nghệ thu hút đông đảo đoàn viên công nhân lao động tham dự. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng tháng thanh niên chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội 11 Công đoàn tỉnh Bình Dương và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Phiên chợ Phúc Lợi năm nay thì được Công đoàn Khu nghiệp Việt Nam Singapore phối hợp cùng với Công ty Sự kiện và Du lịch Ánh Dương tổ chức, tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên sau những giờ làm việc tại doanh nghiệp. Thông qua chương trình này thì chúng tôi muốn gửi đến đoàn viên, người lao động ưu tú trên địa bàn Khu công nghiệp Việt Nam Singapore cố gắng lao động sản xuất, tạo ra sản phẩm giúp cho doanh nghiệp ổn định sản xuất và tăng thu nhập cho đoàn viên. Tháng 5 thì chúng tôi tổ chức các nhiều phong trào, trong đó có cái phiên chợ phúc lợi đoàn viên, lồng ghép đó là hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động. Chính điều đó thì các cấp công đoàn mang lại những cái tinh thần và chăm lo thiết thực cho người lao động.
Dịp này, công đoàn V-Ship đã trao đại diện 20 phần quà trên tổng số 120 trường hợp đoàn viên công nhân lao động khó khăn bị bệnh hiểm nghèo. Hoạt động được công đoàn V-Ship tổ chức từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023. Tin thế giới, tối ngày 18 tháng 5 theo giờ địa phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh Trung Á tại tỉnh Thiểm Tây, sự kiện nhằm tạo dựng tầm ảnh hưởng của khu vực trong bối cảnh các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 cũng nhóm họp tại Nhật Bản. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 5 tại thành phố Tây An, điểm cuối phía đông của con đường tơ lụa, từng kết nối Trung Quốc với châu Âu thông qua Trung Á. Chủ tịch Trung Quốc và đệ nhất phu nhân đã cùng khai mạc hội nghị với nguyên thủ 5 quốc gia Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Tiệc chiêu đãi đã diễn ra sau đó tại khu vườn hoàng gia có từ thời nhà Đường, chào đón quan khách với các điệu múa truyền thống và các ca khúc Trung Quốc và Trung Á. Các chuyên gia cho rằng tại hội nghị, các bên có thể đạt được các thỏa thuận để mở rộng hơn nữa mạng lưới kết nối giữa Trung Quốc và Trung Á, bao gồm một tuyến đường sắt nối Trung Quốc với Kyrgyzstan và Uzbekistan trị giá 6 tỷ đô la và mở rộng đường ống dẫn khí từ Trung Á tới Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên hội nghị diễn ra trực tiếp kể từ khi Trung Quốc thiết lập quan hệ với các nước Trung Á cách đây 31 năm. Bắc Kinh khẳng định sự kiện mang ý nghĩa rất quan trọng. Trước cuộc gặp, nguyên thủ các quốc gia Trung Á đã có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tổ chức phiên họp hôm ngày 18 tháng 5 giữa lúc Mỹ và nhóm G7 sắp công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Nga. Nguồn cung ứng và dòng vũ khí của hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine nằm trong chương trình nghị sự. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc cho rằng, các nước phương Tây đang sử dụng Ukraine làm nơi thử nghiệm các loại vũ khí để kéo dài cuộc xung đột cho đến người Ukraine cuối cùng nhằm gây thất bại chiến lược cho Nga. Hàng tỷ đô la được dùng để bơm vũ khí vào Ukraine. Số tiền này chảy vào tài khoản của Tổ hợp Công nghiệp Quân sự phương Tây, nói chung là các nước NATO. Theo ghi nhận của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, hơn 65 tỷ euro đã được phân bổ cho lực lượng vũ trang Ukraine, trong khi 16 tỷ euro được chi cho an ninh lương thực từ năm 2021 đến nay, cho thấy những ưu tiên thực sự của phương Tây. Còn đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc Sergei Kiklitsia khẳng định, Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi mọi công dân và mọi mảnh đất thuộc chủ quyền được giải phóng. Đến nay, văn phòng cao ủy nhân quyền đã ghi nhận 23.821 dân thường thương vong ở Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Con số thực tế có thể còn cao hơn. Đại diện cấp cao về giải trừ quân bị của Liên Hiệp Quốc cho biết, đa số những trường hợp dân thường thương vong là do việc sử dụng vũ khí nổ với tác động diện rộng, bao gồm các cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng, xe tăng, hệ thống tên lửa phóng loạt và các vụ không kích. Cùng ngày, giới chức Ukraine cho biết hành lang vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen vẫn chưa hoạt động trở lại, bất chấp tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga về việc gia hạn thỏa thuận. Thứ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng Ukraine Yuri Vaskov nhấn mạnh, việc gia hạn thỏa thuận đã được công bố ngày 17 tháng 5, nhưng cho đến nay, những tuyên bố này vẫn chưa dẫn đến việc nối lại hoạt động trên hành lang này. Ngoài ra, Trung tâm Điều phối chung ở Istanbul đã không kiểm tra các tàu muốn nhập cảnh trong ngày 17 hay 18 tháng 5. Ông cho biết thêm, hiện có 62 tàu đang chờ kiểm tra, trong số này có một số tàu đã chờ khoảng vài tháng. Trước đó, các bên đã nhất trí gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen thêm 2 tháng, nhằm đảm bảo an toàn nguồn cung cấp lương thực cho thị trường thế giới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh việc tiếp tục duy trì sáng kiến này. An ninh được siết chặt vào hôm nay 19 tháng 5, trước thềm chuyến thăm của lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới G7 đến công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima, Nhật Bản. Chuyến thăm diễn ra trước khi hội nghị thượng đỉnh G7 chính thức khai mạc tại đây vào hôm nay. Từ khoảng một tuần trước khi sự kiện này khai mạc, Nhật Bản đã bố trí lực lượng cảnh sát lớn nhất từ trước đến nay lên tới 24.000 người nhằm đảm bảo tình hình an ninh. Ngoài Hiroshima, tại nhiều nơi khác, trong đó có thủ đô Tokyo, an ninh cũng được tăng cường. Ở nhiều thành phố lớn, chính quyền địa phương quyết định không để thùng rác tại các khu vực công cộng và phong tỏa một số khu vực được xác định tiềm ẩn mối đe dọa an ninh. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, thành phố Hiroshima được xem là biểu tượng của hòa bình thế giới. Tại đây, lãnh đạo các nước G7 sẽ thể hiện quyết tâm hướng tới một thế giới không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Trước thềm hội nghị, ông Kishida đã có cuộc gặp với hai người đồng cấp Mỹ và Anh. Qua đó, các bên nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng. Cơ quan di trú Guatemala cho biết, một chuyến bay chở hơn 100 người di cư Guatemala bị Mỹ trục xuất vừa đáp xuống sân bay tại thủ đô Guatemala City. Đây là một trong những chuyến bay đầu tiên chở người di cư bị Mỹ trục xuất về nước sau khi điều khoản 42 kết thúc tại Mỹ. Điều khoản 42 là một sắc lệnh y tế công cộng được áp dụng từ tháng 3 năm 2020, hạn chế người di cư qua biên giới Mỹ-Mexico để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19, đã hết hiệu lực hôm 11 tháng 5. Thay thế sắc lệnh này là quy định mới mang tên Điều khoản 8, nghiêm ngặt hơn. Theo đó, người di cư sẽ được coi là không đủ điều kiện xin tị nạn nếu như họ đi qua một quốc gia khác trên đường đến Mỹ mà không xin tị nạn tại nước đó, hoặc không thông qua các thủ tục pháp lý, hoặc nếu họ không sử dụng các con đường hợp pháp khác để đến Mỹ. Việc trục xuất dự kiến sẽ tiếp tục theo quy định mới này. Theo nhà chức trách Guatemala, Mỹ đã trục xuất 61.433 người Guatemala theo điều khoản 42 từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 5 năm 2023. Cũng liên quan việc kết thúc điều khoản 42, tại Mexico, tình trạng tội phạm có tổ chức liên quan các vụ buôn người di cư sang Mỹ đang ngày càng gia tăng. Hôm qua, các nhà chức trách nước láng giềng này đã thông báo tìm thấy 49 người di cư bị bắt cóc. Vụ bắt cóc xảy ra tại một ngôi làng gần thành phố Dr. Arroyo hôm 16 tháng 5. Lực lượng chức năng đã tìm thấy xe buýt tại bang Nuevo León giáp biên giới Mỹ trong ngày 17 tháng 5. Sau chiến dịch tìm kiếm kéo dài 6 giờ, cảnh sát đã giải cứu được 49 người tại một trang trại. Đây là những người di cư đến từ Honduras, Haiti, Venezuela, El Salvador, Brazil và Cuba. Tuy nhiên, hai tài xế vẫn đang mất tích. Giới tư pháp cho biết, trước đó, những kẻ bắt cóc đã liên lạc với chính quyền địa phương, yêu cầu khoản tiền chuộc $1,500 đối với mỗi con tin. Phần lớn con tin bị bắt cóc đang trên đường tới biên giới Mexico-Mỹ để tìm cách nhập cư trái phép vào Mỹ. Năm người dùng TikTok đã đệ đơn kiện lên tòa án quận Montana nhằm ngăn lệnh cấm TikTok của bang Montana, bang đầu tiên ở Mỹ cấm sử dụng ứng dụng này, trong đó nêu đích danh tổng chưởng lý bang Austin Knudsen. Bên cạnh nhiều người dân đồng ý với lệnh cấm TikTok nhằm tránh những rủi ro nghiêm trọng, nhiều người dùng ở bang này đã phản ứng trái chiều. Chẳng hạn lần này, năm người dùng đâm đơn kiện cho rằng luật này đã vi phạm các quyền của mình trong tu chính án thứ nhất. Nguyên đơn còn khẳng định lệnh cấm mà thống đốc Craig Gianford ký hôm 17 tháng 5 vượt xa thẩm quyền pháp lý của một tiểu bang. Trong khi đó, một phát ngôn viên của văn phòng tổng chưởng lý bang Montana khẳng định giới chức đã dự kiến việc phát sinh thách thức pháp lý và đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ luật này. Đoàn công tác thành phố Gyeongsu-gu, tỉnh Incheon, Hàn Quốc do ông Lee Jae-ho, thị trưởng thành phố Gyeongsu-gu dẫn đầu, đã đến thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang gặp gỡ trao đổi về các cơ hội hợp tác giao lưu thương mại giữa hai thành phố. Tại buổi làm việc, ông Lee Jae-ho cho biết, thành phố Phú Quốc là môi trường đầu tư hấp dẫn, là thị trường có nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai. Vì vậy, thành phố Gyeongsu-gu mong muốn hợp tác với thành phố Phú Quốc trong các lĩnh vực chính yếu như giáo dục, kinh tế, du lịch, phát triển các khu sinh thái, nghỉ dưỡng. Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc cho biết, Phú Quốc có vị thế đặc biệt về kinh tế, văn hóa, xã hội, định hướng đến năm 2030, Phú Quốc sẽ trở thành khu hành chính kinh tế đặc biệt với vai trò là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp của quốc gia và quốc tế. Vì vậy, cuộc gặp gỡ lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là về lĩnh vực thương mại và đầu tư. Thành phố Gyeongsu, tôi thấy thành phố là một cái thành phố có những cái điểm phát triển mạnh và tương đồng để mà gắn kết để phát triển về du lịch, các cái dịch vụ cho thành phố đảo. Và đặc biệt các người Gyeongsu họ rất là thích đi du lịch và họ luôn luôn là chọn Phú Quốc. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Phú Quốc cũng cho biết, theo quy hoạch tổng thể, Phú Quốc sẽ có tổng số 13 khu du lịch lớn cùng nhiều khu du lịch nhỏ, các sân golf, trường đua, các điểm vui chơi giải trí. Sự kiện kết nối kinh doanh của BNI vùng ACMC6 với chủ đề The Power of Simple Things dành cho thành viên và những doanh nghiệp bạn ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận khu vực phía Nam đã được tổ chức. Sự kiện được diễn ra nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng doanh số bằng nguồn khách hàng mới và tìm kiếm ra thị trường ngách.
tạo cơ hội xây dựng kết nối với chuỗi cung ứng uy tín chất lượng trong cộng đồng BNI, tăng độ nhận diện của doanh nghiệp trên thị trường, động viên và hiệp nhất với nhau để vượt ải trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Tổ chức kết nối thương mại toàn cầu BNI với hơn 300.000 thành viên từ hơn 79 quốc gia đang là một trong những cộng đồng kinh doanh đáng tin cậy và hiệu quả. Tại Việt Nam, sau hơn 12 năm, BNI đã phát triển thành mạng lưới rộng khắp các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước, trao đi gần 429.000 cơ hội kinh doanh với tổng giá trị các thương vụ lên đến hơn 11.800 tỷ đồng. Tổ chức Great Place to Work, cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc, đã vinh danh 25 công ty nằm trong bảng xếp hạng nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam năm 2023. Đây là lần đầu tiên bảng xếp hạng có đầy đủ 3 hạng mục, gồm hạng mục cho 10 doanh nghiệp nhỏ, 10 doanh nghiệp vừa và hạng mục cho 5 doanh nghiệp lớn. Các công ty trong danh sách vinh danh được lựa chọn đã tham gia khảo sát người lao động trong năm 2022 đến hết quý 1 năm 2023. Với số lượng công ty được chứng nhận tăng gấp đôi, số người lao động tham gia khảo sát tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Chúng tôi tự hào với quá trình đánh giá chặt chẽ và uy tín được đúc kết từ nhiều thập kỷ nghiên cứu chuyên sâu và chuyên môn trong lĩnh vực chúng tôi hoạt động. Các công ty được chứng nhận nơi làm việc xuất sắc đã thể hiện cam kết trong việc tạo ra một môi trường làm việc xuất sắc và đồng thời cũng trải qua một quy trình đánh giá được coi là tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực thương hiệu nhà tuyển dụng. Với chủ đề kết giao, kết hợp và kết tinh, giải thưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng sự kết nối và mối quan hệ đối tác, làm việc cùng nhau vì mục đích chung và nuôi dưỡng thúc đẩy sự trưởng thành, phát triển. Triển lãm quốc tế về ngành công nghiệp ô tô, xe máy, xe điện và công nghiệp hỗ trợ năm 2023 thu hút hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 300 gian hàng. Tham dự triển lãm, công ty trách nhiệm hữu hạn Daichi Việt Nam giới thiệu 30 chủng loại và gần 400 mã hàng sản phẩm phụ tùng liên quan đến động cơ xe máy, hệ thống truyền động, giảm xóc, bơm nhiên liệu theo tiêu chuẩn OIM của hãng Honda and Yamaha. Công ty Daichi mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới mẻ nhất, đó là liên quan đến bơm xăng xe Honda này. Thứ hai là các sản phẩm liên quan đến hệ thống động cơ, để sao khắc phục được những cái tình trạng mà đang xảy ra trên xe hiện nay. Hiện công ty phối hợp cùng với Hội Kỹ thuật Xe máy Việt Nam đào tạo huấn luyện kỹ thuật viên trong việc tư vấn và bảo dưỡng sản phẩm khi khách hàng có nhu cầu được nhiều đối tác tin dùng. Đến với triển lãm, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tuấn Nguyên giới thiệu đến khách tham quan các dòng sản phẩm thảm da cung cấp cho thị trường ô tô. Qua 6 năm kinh nghiệm may và sản xuất nguyên liệu trần 5D, thảm 6D, thảm 360 với ưu điểm chống nước, chống cháy, đơn vị đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường thảm da nói riêng và nội thất ô tô nói chung. Trong thời gian tới, ngoài phát triển thị trường trong nước, công ty chúng tôi muốn hướng tới sản phẩm đưa ra thị trường toàn khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Tuấn Nguyên cũng chuyển giao toàn bộ công nghệ may cho các đối tác có nhu cầu, đào tạo kỹ thuật may thảm, cung cấp máy may, máy viền và các phụ kiện liên quan ngành may thảm. Công ty Hương Auto Park giới thiệu đến khách hàng đa dạng sản phẩm về dung dịch làm mát, phụ tùng bơm, lọc và vận hành bảo dưỡng động cơ ô tô được nhập khẩu trực tiếp theo đường chính ngạch từ các quốc gia có công nghệ tiên tiến, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Định hướng là tập trung nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm chất lượng, nhằm mang đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng hơn và một thị trường an toàn hơn. Thời gian tới, Hương Auto Park tiếp tục tìm kiếm nghiên cứu về cung ứng nhiều sản phẩm chất lượng đa dạng, từ thông dụng đến chuyên dụng, đặt mục tiêu mang đến trải nghiệm tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Coway Vina, thương hiệu máy lọc nước, máy lọc không khí tại Hàn Quốc, đã tổ chức họp báo với chủ đề Khởi đầu hành trình trong lành nhằm công bố chiến lược mới tại thị trường Việt Nam. Sự kiện cũng ra mắt đại sứ thương hiệu mới của Coway Vina là Trần Đình Thạch Thảo, Á Khôi, top 10 Miss World Việt Nam 2019. Dựa trên tiêu chí đặt khách hàng làm trọng tâm, Heart Service, dịch vụ từ trái tim, mong muốn mang đến trải nghiệm riêng biệt trong dịch vụ bảo trì định kỳ các sản phẩm máy lọc nước, máy lọc không khí của Coway Vina. Người dân Việt Nam rất chú trọng đến các sản phẩm để bảo vệ sức khỏe, nên tôi tin chắc rằng trong năm tới và nhiều năm tiếp theo, máy lọc nước và máy lọc không khí sẽ là sản phẩm có cơ hội phát triển trên thị trường. Chiến lược năm 2023 của Coway Vina sẽ mang lại cho khách hàng Việt Nam những trải nghiệm tốt nhất. Hiện Coway cung cấp các sản phẩm của mình đến người tiêu dùng Việt Nam thông qua 3 kênh chính, trực tiếp, nhà bán lẻ và thương mại điện tử. Hệ thống dịch vụ của Coway cũng có mặt tại 26 tỉnh thành và thành phố và sẽ phủ khắp Việt Nam trong thời gian tới.
nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Đại lễ Vê-sác Liên Hợp Quốc Phật lịch 2567, dương lịch 2023, Chùa Ba Vàng tổ chức Đại lễ Phật Đản 2023 và khánh thành tòa giảng đường trên núi lớn nhất thế giới với sự tham dự của đông đảo tăng ni Phật tử trong và ngoài nước. Chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa như diễu xa hoa kính mừng Phật Đản, dâng nước cúng dường tấm Phật, các băng khánh thành đại giảng đường cùng nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm văn nghệ kính mừng Phật Đản. Chương trình được diễn ra từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 4 âm lịch, tức là ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2023. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Kính chào tạm biệt.